Cư dân mạng nói gì về cảnh khóc của dàn sao nữ? Đàm Tùng Vận chỉ lời Dĩnh, Dương Mịch Dương Tử. Hãy cùng lắng nghe khán giả nói gì về diễn xuất của các sao nữ hóa ngữ trong những cảnh khóc như Đàm Tùng Vận, Dương Mịch, Tân Nam trở lại Dĩnh, Dương Tử nhé. Thứ nhất Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận từng có rất nhiều cảnh khóc trong bộ phim Cầm Tâm Tự Ngọc. Đạo diễn bộ phim này cũng từng chia sẻ cảnh khóc khi La Thập Nhất hương và mẫu thân sinh tử biệt chỉ qua một lần là xong. Quản lý biểu cảm của Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao khi nhìn bên ngoài không quá nặng nề nhưng từng giọt nước mắt lại như vạn tiện xuyên tâm vừa đẹp lại vừa đau không hề có cảm giác tùy tiện và lỗ lăng chị lợi dĩnh chị lợi dĩnh hoàn toàn khác biệt so với số đông diễn viên nữ ngày nay trong khi đa phần đều cố kiểm soát nét mặt để nên hình thật đẹp thì chị lợi dĩnh lại khóc thuận theo tự nhiên và cảm xúc Công trình sự chân thành này của cô đã thành công chạm đến trái tim của khán giả. Dương Mịch Mặc dù đến nay diễn xuất của Dương Mịch vẫn nhận về nhiều lời phản nàn, nhưng không thể phủ nhận năng lực diễn đạt bằng ánh mắt của cô là khả năng thiên phú hiếm ai có được. Đôi mắt to tròn cặp mi dài khép lại e lệ, dễ dàng làm rung động người đối diện. Trình Dương Mịch cũng từng chia sẻ, mình là kiểu diễn viên chỉ trong 10 giây liền có thể rơi nước mắt, như thể có công tác tùy chỉnh. Trần Lam sau cảnh khóc thầm, nước mắt nặng lẽ rơi xuống từng dòng, đẹp đến đau lòng trong diễn hỉ công lược, Trần Lam đã nhận về vô số lời tán tụng của khán giả. Do là những phân cảnh cảm động trong dân sơ kỳ nhân chuyện và trách em thật quá xinh đẹp của cô cũng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Bành tiểu nhiễm Có một sự thật khá hay hước chính là bành tiểu nhiễm, gần như diễn cảnh khóc từ đầu đến cuối trong đông cung, song thành công của cô nằm ở chỗ không hề khiến khán giả chán ghét, mà ngược lại còn làm người ta thương tâm. Cảnh khóc của bành tiểu nhiễm đầy thảm thiết, hai mắt đỏ hoe nộ rõ từng tia máu, khiến khán giả ai cũng chua xót mà khóc theo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.